Khảo sát 1.000 người trăm tuổi, điểm chung của trường thọ không phải thể thao mà là hai điểm này. Nhiều người cứ nghĩ rằng chăm chỉ tập luyện thể thao chính là điểm mấu chốt để tăng tuổi thọ. Trên thực tế, kết quả khảo sát 1.000 người trăm tuổi chỉ ra hai điểm này mới là yếu tố quan trọng nhất. Có nhiều yếu tố giúp con người sống thọ hơn nhưng không phải ai cũng biết rõ. Hơn nữa, trong cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng bởi các thói quen, hoàn cảnh khác nhau và khó đạt được mục đích trường thọ. Theo khảo sát 1.000 người cao tuổi về chìa khóa sống lâu, hai yếu tố dưới đây mới là điều tiên quyết. 1.000 cụ trưởng thọ cho rằng chăm chỉ vận động, tập thể thao không phải cách tăng tuổi thọ tốt nhất. Nhiều người khi vận động thường xuyên và tập những bài tập nặng còn có thể dẫn tới chấn thương. Vì vậy, nếu muốn thọ lâu phúc dày, hãy lưu ý hai chìa khóa sau đây. một, Làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Ngày nay, con người thường gặp các vấn đề về giấc ngủ. Không phải ai cũng đảm bảo có được giấc ngủ sâu, đủ giấc mỗi ngày nhất là người già. Khi có tuổi, nhiều người gặp phải tình trạng ngủ chập chờn, khó vào giấc thậm chí là mất ngủ trắng đêm. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe cũng như tuổi thọ của họ. Đặc biệt, có nhiều người trung tuổi hoặc cao tuổi vẫn tham công tiếc việc. Dù làm việc giúp chúng ta có thêm thu nhập, tinh thần linh hoạt và minh mẫn hơn, nhưng nếu làm việc nhiều quá lại dẫn tới kiệt sức. Với những người đã có tuổi hoặc sức khỏe yếu, làm việc quá nhiều giờ, không tự trân trọng sức khỏe của chính mình dễ khiến họ ngã bệnh. Làm việc và nghỉ ngơi không điều độ còn dễ dẫn đến các căn bệnh khác nhau, trong đó có béo phì, tim mạch. Nhìn chung, người cao tuổi có thể làm việc nhưng tuyệt đối không quá sức để gây tổn hại sức khỏe. Người sống thọ thường có chế độ làm việc cũng như nghỉ ngơi điều độ, khoa học, không thức quá khuya, dậy quá sớm, làm những việc nhẹ nhàng để giúp cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai là điều cần thiết. Hai, chỉ ăn no 70%. Nhiều người có thói quen ăn quá no và ngay lập tức cảm thấy khó chịu khi ăn xong. Thói quen này thực ra không hề tốt dễ khiến dạ dày của bạn bị ảnh hưởng và gây hại tới sức khỏe. Một trong những yếu tố được các nhà nghiên cứu khuyến cáo chính là không nên ăn quá no để có thể sống thọ. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Đúc, Hoa Kỳ đã làm một nghiên cứu và phát hiện ra rằng chúng ta chỉ nên ăn no khoảng 70%. Cụ thể, nghiên cứu kết luận kiểm soát tốt chế độ ăn có ích cho sức khỏe và ăn ít hơn giúp con người sống thọ hơn. Theo đó, mỗi bữa ăn chúng ta chỉ nên ăn no khoảng 70%, rèn thói quen ăn cơm đúng giờ. Không ăn quá muộn dẫn đến tình trạng đói kéo dài và nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể. Các nhà khoa học tại NIA cũng đã từng tiến hành nghiên cứu trên khỉ và chuột để tìm ra mối tương quan giữa việc ăn uống và tuổi thọ. Theo đó, những con chuột ăn ít hơn có tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đó, những con khỉ bị giới hạn thức ăn cũng sống lâu hơn từ 20 đến 43 tuổi, đồng thời quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Có thể nhận thấy rằng việc ăn no không hề tốt cho sức khỏe cũng như tuổi thọ nếu đang có thói quen ăn no và không chừa lại chút đồ ăn nào trên mâm sau khi ăn xong bạn nên thay đổi ngay hôm nay để giảm tình trạng ăn uống vô độ bạn có thể áp dụng các mẹo nhỏ hữu ích sau đây uống nước canh trước khi ăn nếu không muốn nạp vào cơ thể quá nhiều thức ăn bạn có thể uống nước hoặc một bát canh trước khi ăn khi áp dụng cách này bạn sẽ sớm cảm thấy no ức chế cảm giác thèm ăn ăn chậm nhai kỹ đây là cách giúp bạn cảm thấy no lâu hơn khi ăn chậm, não bộ của bạn sẽ nhắc nhở bạn đã ăn nhiều và no rồi để ăn ít hơn. Bữa tối bạn nên ăn trong khoảng 30 phút, còn bữa sáng hãy duy trì thời gian 15 đến 20 phút. Không ngồi ở bàn ăn quá lâu. Sau khi ăn bạn sẽ thường nán lại ở bàn ăn và ăn số thức ăn còn thừa. Điều này hình thành thói quen nạp nhiều thức ăn vào cơ thể hơn dự tính và dễ khiến bạn tăng cân, ăn quá no. Vì thế khi ăn xong đừng cố gắng nhồi nhét thêm thức ăn vào cơ thể, hãy ăn vừa đủ để đảm bảo sức khỏe, giúp bạn sống thọ hơn. theo e bo u ang -witch.